Hot, giá xe máy đồng loạt giảm mạnh sau Tết Nguyên Đán, S1 tụt dốc không phanh. Thời điểm sau Tết Nguyên Đán, nhu cầu của người dân về xe luôn có xu hướng giảm. Thị trường giai đoạn này gần như đóng băng khiến các đại lý buộc giảm giá để kích cầu. Trước Tết, giá xe tăng mạnh. Theo thông lệ hàng năm, thời điểm trước Tết Nguyên Đán luôn là mùa cao điểm mua sắm, đặc biệt là các mặt hàng đắt tiền như ô tô, xe máy. Chính vì vậy, trong thời gian này, giá xe máy luôn ở ngưỡng cao ngất ngưỡng. Cụ thể, vào ngày 26 Tết âm lịch, giá xe máy tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đột ngột tăng cao. Theo VTC News, trong đó, mẫu xe vô làm giá Honda SS, mức giá cao kỷ lục lên tới 123 triệu đồng cho phiên bản 150cc ABS, chênh tới 24 triệu đồng so với giá đề xuất của Honda Việt Nam SVN. Tại Hà Nội, giá xe SS có mức chênh dưới 20 triệu đồng, tuy nhiên, so với giá bán trung bình mỗi tháng vẫn cao hơn 1,3 triệu đồng. Không chỉ riêng mẫu xe tay ga SS, các mẫu xe khác của Honda cũng trong tình trạng tương tự. Tại một số đại lý do Honda ủy quyền tại Hà Nội, Honda Vision có giá bán thực tế dao động trong khoảng 33,35 triệu đồng, tùy từng phiên bản và đại lý, trên 34,5 triệu đồng. Honda Eblade có giá bán tại các đại lý dao động từ 41,48 triệu đồng, tùy từng phiên bản và đại lý, trên 1,7 triệu đồng. Đặc biệt, phiên bản Eblade Denmark có mức chênh cao nhất, đây cũng là phiên bản nhận được sự ưu thích của khách hàng. Honda SS1 chênh 6,11 triệu đồng. Phiên bản chênh cao nhất là SS1 cá tính, giá từ 63,64 triệu đồng, chênh 11 triệu đồng so với giá đề xuất của Honda. Không chỉ Honda, mẫu xe côn tay số 1 tại thị trường Việt Nam là Yamaha XCTA cũng tăng khoảng 500.000 đồng, 1 triệu đồng so với thời điểm cuối tháng 1. Theo đó, giá bán XCTA AC, GP, xanh xám, xanh đen đều đang bán ra cao hơn đề xuất từ 1,5-4,5 triệu đồng. Sau Tết, giá giảm chóng mặt. Việc giá xe máy tăng cao thời điểm trước Tết gần như đã được đoán trước. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do các đại lý xe gắn máy tranh thủ mùa cao điểm độn giá, tăng giá để chốt lời. Mặc dù vậy, ngay sau Tết, nhu cầu mua sắm của người dân giảm hẳn, thị trường mua sắm gần như đóng băng. Đặc biệt là các mặt hàng đắt tiền, thị trường mua sắm dịp sau Tết rơi vào tình trạng ảm đạm có thể kéo dài tới tháng 4, tháng 5, đầu hè. Một số đại lý Honda cho biết, vào hôm nay, ngày 21 tháng 2, các cửa hàng sẽ hoạt động trở lại sau khi nghỉ Tết. Giá bán của một số dòng xe cũng sẽ được điều chỉnh lại theo chiều hướng giảm. Đặc biệt, mẫu xe SS sẽ ngay lập tức hạ nhiệt, giảm 1,4 triệu đồng so với thời điểm trước Tết. Cụ thể, Honda SS 125 CBS có giá thực tế tại đại lý dao động 80,81,5 triệu đồng, không bao giấy, trên khoảng 11,13,3 triệu đồng, giảm 500,000,1,5 triệu đồng so với trước Tết. Honda SS 125 ABS có giá bán thực tế tại đại lý dao động trong khoảng 86,88 triệu đồng, không giấy, trên khoảng 11,2 triệu đồng và giảm 300,000,1,3 triệu đồng so với trước Tết. Honda SS 150 CBS có giá thực tế tại đại lý là 92,94 triệu đồng, không giấy, giảm 500,000,2 triệu đồng so với trước Tết. Cuối cùng là mẫu SS 150 ABS có giá thực tế tại đại lý là 101,103 triệu đồng, không giấy, giảm 3 triệu đồng so với trước Tết. Các mẫu xe khác như Honda Vision, Eblade, SS1, LEAD cũng giảm 200,000,1,5 triệu đồng so với trước đó 10 ngày. Các mẫu xe khác như Honda Alpha, Future, PCX không thay đổi giá bán. Bởi lẽ, giá bán hiện thời của các mẫu xe này đã thấp hơn giá đề xuất khoảng 600,000-2 triệu đồng. Đặc biệt, mẫu xe tay côn Inner vẫn duy trì giá bán thấp. Giá bán thực tế của Inner tại đại lý là 38,39 triệu đồng, bản thể thao và 39,40 triệu đồng, bản cao cấp. Thấp hơn giá đề xuất 6,7 triệu đồng. Giá bán các mẫu xe Yamaha cũng được điều chỉnh giảm nhẹ nhưng không đáng kể. Một đại lý Honda cho biết, giá xe máy nhiều khả năng sẽ được điều chỉnh trong thời gian tới và có thể giảm sâu hơn. Đây chính là thời điểm vàng để mua sắm, nếu kinh phí khách hàng có phần eo hẹp. Vietlott thách thức người chơi vượt ngưỡng 300 tỷ, cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2. Kể từ lần đầu ra mắt vào tháng 8 năm 2017,
Cho đến nay chưa có ai may mắn trúng giải jackpot 1 của loại hình xổ số điện toán Power 6/55 của Vietlott, trong khi giá trị của giải thưởng đã vượt ngưỡng 300 tỷ đồng. Trong khi jackpot 1 có giá trị tối thiểu 30 tỷ đồng thì jackpot 2 có giá trị tối thiểu 3 tỷ đồng. Đến nay, jackpot 1 đã đạt ngưỡng 300 tỷ đồng và vẫn đang thách thức người chơi. Điểm đáng chú ý là giá trị thặng dư của jackpot 1 sẽ được tính cho người trúng jackpot 2 nếu chưa tìm ra chủ nhân của giải jackpot 1. Cơ cấu giải thưởng jackpot của sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán Power 6/55 bao gồm: giải jackpot 1 kỳ quay số mở thưởng đầu tiên có giá trị tối thiểu là 30 tỷ đồng. Sau mỗi kỳ quay số mở thưởng, giá trị giải jackpot 1 sẽ được tích lũy bổ sung theo nguyên tắc giá trị giải jackpot 1 của kỳ quay số mở thưởng bằng giá trị giải jackpot 1 của kỳ trước, 30 tỷ đồng đối với kỳ quay số mở thưởng đầu tiên, 90% giá trị tích lũy trong kỳ quay số mở thưởng hiện tại. Trong khi đó, jackpot 2 kỳ quay số mở thưởng đầu tiên có giá trị tối thiểu là 3 tỷ đồng. Sau mỗi kỳ quay số mở thưởng, giá trị giải jackpot 2 sẽ được tích lũy bổ sung theo nguyên tắc giá trị giải jackpot 2 của kỳ quay số mở thưởng bằng giá trị giải jackpot 2 của kỳ trước, 0,3 tỷ đồng đối với kỳ quay số mở thưởng đầu tiên, 10% giá trị tích lũy trong kỳ quay số mở thưởng hiện tại. Tuy nhiên, đó là cách tính khi giá trị jackpot 1 dưới 300 tỷ đồng. Trong khi đó, theo hướng dẫn cách chơi của Vietlott, khi giá trị jackpot 1 từ 300 tỷ đồng trở lên như hiện tại, cách thức tính giá trị jackpot 1 và jackpot 2 lại có thay đổi. Cụ thể, khi giá trị giải jackpot 1 vượt trên 300 tỷ đồng và có người trúng giải jackpot 1 thì khách hàng may mắn đó sẽ được nhận toàn bộ số tiền thưởng trị giá hơn 300 tỷ đồng, chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định. Giá trị giải thưởng của jackpot 1 kỳ quay số mở thưởng sau đó sẽ trở về giá trị tối thiểu là 30 tỷ đồng, khi đó không có sự dịch chuyển giá trị lĩnh thưởng giữa jackpot 1 và jackpot 2. Khi giá trị giải jackpot 1 vượt trên 300 tỷ đồng nhưng không có người trúng giải jackpot 1 và có người trúng giải jackpot 2 thì toàn bộ phần vượt trên 300 tỷ đồng của giải jackpot 1, còn gọi là giá trị thặng dư, được chuyển sang cho giải jackpot 2 trong kỳ quay số mở thưởng. Sau đó, jackpot 1 sẽ quay trở về con số 300 tỷ đồng ở kỳ quay số mở thưởng tiếp theo và jackpot 2 quay về giá trị khởi điểm 3 tỷ đồng. Nếu trong kỳ quay thưởng không tìm thấy khách hàng trúng giải jackpot 1 và jackpot 2 thì toàn bộ phần giá trị thặng dư được tiếp tục tích lũy cho giải jackpot 1 cho kỳ quay số mở thưởng tiếp theo. Ví dụ, khi giá trị giải jackpot 1 đạt mức 367 tỷ đồng, jackpot 2 đạt mức 40 tỷ đồng. Nếu có khách hàng trúng giải jackpot 1 thì nhận toàn bộ giá trị 367 tỷ đồng. Nếu không có khách hàng trúng thưởng jackpot 1, trong khi có khách hàng trúng jackpot 2 thì khách hàng thắng giải jackpot 2 sẽ nhận thưởng 40 tỷ đồng của jackpot 2 cộng thêm 6,7 tỷ đồng của jackpot 1, phần giá trị thặng dư vượt trên 300 tỷ đồng. Tổng cộng, số tiền mà người thắng giải jackpot 2 được nhận là 107 tỷ đồng. Khi không có khách hàng nào trúng jackpot 1 cũng như jackpot 2 thì giá trị jackpot 1 và jackpot 2 tiếp tục tăng lên cho kỳ quay số mở thưởng tiếp theo và lặp lại quy trình các trường hợp như nói trên. Kỳ quay số mở thưởng tiếp theo sẽ tiếp tục xếp thứ tự các trường hợp xảy ra như trên. Đại tá Ngô Minh Châu nói về vụ án 5 người bị giết. Tôi ray rứt vì vào nhà quá trễ, nếu vào nhà sớm hơn sẽ có một nạn nhân sống sót. Thông tin lan truyền trên mạng sẽ gây hoang mang cho người dân. Mà hoang mang thì tinh thần người dân không yên tâm ăn Tết được. Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh nói về thảm án 5 người ở Bình Tân. Sáng 22/2, tại hội nghị tổng kết công tác chăm lo Tết Mậu Tuất năm 2018 trên địa bàn thành phố, vụ án 5 người trong gia đình bị giết ở Bình Tân đã được báo cáo. Đại tá Ngô Minh Châu, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, nói, khi xảy ra vụ việc, chúng tôi đã ngồi đánh giá nếu không làm nhanh vụ án này với thông tin lan truyền trên mạng sẽ gây hoang mang cho người dân. Mà hoang mang thì tinh thần người dân không yên tâm ăn Tết được. Đại tá Châu nói tiếp, tinh thần là từ khi khám nghiệm hiện trường. Khám nghiệm tử thi, các công việc đều được tiến hành khẩn trương nhưng hết sức chu đáo và tỉ mỉ, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ. Các mũi trinh sát được tung đi An Giang, Long An và nhiều nơi khác được xác định có khả năng đối tượng ẩn náu. Anh em sẵn sàng không có Tết, Đại tá Châu khẳng định và cho biết với quyết tâm đó. Trong vòng một ngày vụ án đã được phá, nghi phạm Nguyễn Hữu Tình đã bị bắt. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội. Trong đêm giao thừa,
Các đơn vị trực chiến đấu ở công an thành phố và công an quận trên huyện gồm lực lượng trinh sát an ninh, cảnh sát hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường, giao thông, trật tự, cơ động. Công an phường trên xã trên thị trấn đều tổ chức trực đảm bảo quân số và luôn trong tư thế sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Trong 7 ngày Tết đã xảy ra 44 vụ phạm pháp hình sự, giảm 7 vụ so cùng kỳ, đã điều tra khám phá nhanh 26 vụ, tỷ lệ hơn 59%. Tạm giữ 28 người, trong đó có vụ sát hại 5 người trong một gia đình tại quận Bình Tân. Vụ án này, nghi phạm Nguyễn Hữu Tình, 18 tuổi, đã bị bắt giữ ngay sau một ngày hiện trường bị phát hiện. Về cháy nổ, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các vụ cháy tại nơi có nguy cơ cháy cao như khu công nghiệp, chợ, trung tâm thương mại, nhà cao tầng. Từ ngày 14 đến 19, 2, tức từ 29 tháng Chạp đến mùng 4 Tết đã xảy ra 13 vụ cháy, giảm 10 vụ so với cùng kỳ năm ngoái, không gây thiệt hại về người. Ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, cho biết người dân TP đã đón Tết năm 2018 trong không khí vui tươi, đầm ấm. Nhưng dư luận cũng quan tâm, lo lắng về vụ án tại quận Bình Tân có 5 người trong một gia đình bị giết. Vụ việc đó đã được thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo xử lý ngay, ổn định tình hình đón Tết, ông Hoan nói. Về chăm lo Tết, ông Võ Văn Hoan cho biết thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, kịp thời trả lương, trả thưởng cho người lao động, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được đón xuân vui Tết. Theo báo cáo của 2.277 doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, mức thưởng bình quân Tết năm nay cao hơn năm 2017. Cao nhất là hơn 850 triệu đồng. Thấp nhất là 4,3 triệu đồng, trung bình là 8,3 triệu đồng. Mức thưởng cao nhất vẫn thuộc doanh nghiệp ngành tài chính ngân hàng, quản lý, tư vấn, đầu tư bất động sản, kinh doanh hàng gia dụng, tiêu dùng, thuốc lá, giáo dục, nước giải khát, lương thực, thực phẩm. Các doanh nghiệp sản xuất quy mô nhỏ, các doanh nghiệp sử dụng lao động giản đơn có các mức thưởng thấp hơn, ông Hoan nói. Có 214 doanh nghiệp, chiếm 9,39%, thông tin gặp khó khăn trong việc thưởng Tết cho người lao động, giảm so với số doanh nghiệp báo cáo khó khăn trong dịp Tết năm 2017, giảm hơn 15%. Nguyên nhân là do hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm còn nhiều khó khăn, đơn hàng giảm, doanh nghiệp phải thu hẹp hoạt động, khó thu hồi công nợ. Đã xảy ra 4 vụ tranh chấp lao động tập thể, đình công, giảm 10 vụ so với cùng kỳ năm 2017, với tổng số người tham gia là 1.165 người. TP đã chỉ đạo giải quyết, kịp thời ổn định tình hình. Thảm sát 5 người ở thành phố Hồ Chí Minh, bé gái sống nhiều giờ bên thi thể người thân. Qua công tác khám nghiệm tử thi, vụ thảm sát 5 người ở thành phố Hồ Chí Minh, nhà chức trách xác định đứa con gái út của vợ chồng ông Chinh tử vong chỉ sau vài giờ vụ án được phát hiện. Ngày 21 tháng 2, mùng 6 Tết, cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang hoàn tất hồ sơ điều tra để khởi tố nghi phạm Nguyễn Hữu Tình, sinh ngày 29 tháng 1 năm 2000, hộ khẩu thường trú tại xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, về hành vi giết người có tính chất dã man trong vụ thảm sát 5 người ở thành phố Hồ Chí Minh, khiến người dân cả nước bàng hoàng. Sau khi hoàn tất hồ sơ điều tra, công an sẽ dẫn giải nghi can đến nơi gây án để dựng lại hiện trường, đại diện công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin. Suốt những ngày qua, đông đảo người dân đã tìm đến gia đình của các nạn nhân ở hẻm 131, đường số 7, phường Bình Hương Hòa, quận Bình Tân để thắp hương và cầu nguyện cho linh hồn vợ chồng ông Mai Xuân Chinh, 46 tuổi, chủ cơ sở sản xuất máng xối inox cùng ba con nhỏ, bị Nguyễn Hữu Tình, đối tượng làm công cho ông Chinh sát hại. Chị Nga, người hàng xóm với gia đình ông Chinh kể, chị quen biết với đối tượng Tình vì nghi phạm vụ thảm sát 5 người, thường ghé cửa hàng mua cà phê, mì tôm và thuốc lá. Do Tình cũng trạc tuổi con của mình, nên chị Nga xem như con, cháu trong nhà. Lần đầu tiên, cách đây khoảng 2 tháng, Tình đến chỗ chị Nga mua mì tôm về ăn, vì đi chơi game về muộn, không kịp đi ăn sáng. Theo chị Nga, bình thường nhìn Tình hiền lành, ít nói. Lúc nào đến mua đồ, Tình cũng vui đùa với con nít trên đường. Chưa bao giờ thấy chửi tục. Tình tâm sự với chị Nga, thường xuyên bị vợ chồng ông chủ la vì nghiện game, lười biếng làm việc. Tình nói từng làm lơ xe, tìm được công việc ở huyện Bình Chánh,
nhưng nơi nào cũng không trụ được lâu vì ham chơi. Nó nói hay mở tủ lạnh lấy đồ các cháu nhỏ ăn giặt, nên bị bà chủ trách móc, bà Nga cho biết. Sáng 27 Tết, trước thời điểm gia đình ông Chinh tổ chức tiệc tất niên, Tình cũng đến tiệm tạp hóa chị Nga, mua cà phê và thuốc. Tình còn khoe, tối nay được ăn tiệc, do gia đình ông Chinh tổ chức, rồi về quê ở An Giang ăn Tết cùng gia đình. Tôi thấy nó bình thường lắm, không có biểu hiện gì cả. Tôi còn chúc nó về quê ăn Tết vui vẻ, ai ngờ. Giờ nghĩ lại tôi còn rùng rợn, không hiểu sao nó lại tàn ác như vậy. Tội nhất là ba đứa con nhỏ của vợ chồng ông Chinh. Đứa nào cũng ngoan hiền, lễ phép và học giỏi. Mấy ngày nay, mỗi đêm khi nhắm mắt là hình ảnh của những đứa nhỏ, cứ ám ảnh tôi suốt, chị Nga chia sẻ. Chị Nga cho hay, sau khi tổ chức tiệc tất niên, vào đêm 27 Tết, thì hàng xóm thấy cửa nhà ông Chinh đóng cửa im ỉm. Suốt đêm 27 và ngày 28 Tết, con chó bét dê sủa liên hồi, nhưng ai cũng nghĩ, gia đình nạn nhân về quê Thanh Hóa đón Tết. Đến trưa 30 Tết, có người đến giao gà cúng, cho gia đình ông Chinh hô quán, khi phát hiện bà Hồng vụt chết trong nhà. Chúng tôi cứ nghĩ, bà Hồng gặp chuyện gì đó, nên gọi điện cấp báo công an địa phương. Ít phút sau, công an phường Bình Hương Hòa có mặt vào kiểm tra, thì phát hiện bà Hồng bị sát hại. Một vài người quen lấy điện thoại, gọi vào số điện thoại ông Chinh, vẫn thấy đổ chung, nhưng không ai nghe máy. Thời điểm đó, ai cũng nghĩ, chắc ba cha con ông Chinh đi ra ngoài, trước khi bà Hồng bị giết. Đến chiều tối 30 Tết, khi lực lượng công an đến, khống chế con chó bét dê, để lên gác trên, nhà cấp 4 có gác, thì chúng tôi mới tá hỏa, khi biết được tin, bốn cha con họ đều bị sát hại dã man, chị Nga kể. Theo nguồn tin riêng của phóng viên Kiến Thức, qua công tác khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định. Các nạn nhân bị sát hại vào khoảng thời gian rạng sáng, ngày 28 Tết. Điều này phù hợp với lời khai ban đầu của nghi phạm Tình, khi đối tượng khai nhận ngủ lại nhà ông Chinh sau tiệc tất niên đêm 27 Tết. Đến khoảng 2 giờ sáng 28 Tết thì gây ra vụ thảm án. Tuy nhiên, đối với nạn nhân Mai Huyền Diệp, con gái út 5 tuổi của vợ chồng ông Chinh, thì kết quả khám nghiệm xác định bé tử vong chỉ vài giờ. Sau khi vụ án được phát hiện vào sáng 30 Tết, tôi và những người hàng xóm đã khóc hết nước mắt khi biết được chi tiết này. Như vậy, có nghĩa là bé Diệp chỉ bị thương, vẫn còn sống sót thêm hơn một ngày, và có thể do kiệt sức trong suốt thời dài bên thi thể ba, mẹ và các anh chị, nên bé đã không qua khỏi. Nếu vụ việc được phát hiện kịp thời, thì khả năng cứu sống được bé là rất lớn, chị Nga nhận. Chị Nga cho biết thêm, kể từ thời điểm xảy ra vụ việc, con hẻm 131 Buôn Hiên Quạnh, không nhà nào có tâm trạng để vui Tết. Từ hôm xảy ra án mạng, lực lượng ông An được cử đến hiện trường. Thảm sát 5 người, túc trực suốt mấy ngày Tết. Hàng xóm chỉ biết dựng dội bàn thờ nhỏ, để mọi người cùng đến giếng, cầu nguyện cho hương hồn những người chết. Nghi phạm nói tội nó trời không dung. Để hiểu rõ hơn về thân nhân của Nguyễn Hữu Tình, nghi phạm trong vụ sát hại 5 người ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, sáng 20 tháng 2, phóng viên Tiền Phong tìm về xã Châu Lăng, huyện Tri Ân, tỉnh An Giang. Giá như nó trúng tuyển nghĩa vụ. Ông Nguyễn Tăng Phát, trưởng công an xã cho biết gia đình Tình từ chợ mới An Giang chuyển về sinh sống tại ấp An Lộc, nay tách ra gọi là ấp Cây Me, từ năm 1994. Ban đầu họ làm ruộng, sau đó cầm cố ruộng đất được khoảng 100 triệu đồng ra làm ăn. Chồng, ông Nguyễn Hữu A, sinh năm 1974, chăm sóc cây cảnh cho một ngôi chùa gần núi Cấm. Mẹ là bà Trần Lâm Tê, sinh năm 1977, mua bán trái cây ở chợ. Nhà có hai chị em, Tình là Út, chị của Tình đang học một trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. Đó là một gia đình sống hòa đồng, biết lễ nghĩa. Người chồng thường hay lên uống cà phê ở quán đối diện Ủy ban Nhân dân xã. Tình nghỉ học từ lớp 9, chưa bao giờ nghe nói nó đánh nhau, rượu chè, nhưng nó lì lợm, ngố ngáo và nổi tiếng vì chơi game. Nhiều lần cha nó dạy bảo không được, lên nhờ công an xã can thiệp, thậm chí ông còn viết đơn xin chính quyền và ngành chức năng cho nó được đi cải tạo, nhưng nó chỉ mê game, làm sao đưa nó đi cải tạo được, ông Phát chia sẻ. Bí thư kiêm chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Lăng, ông Phan Minh Hiền cũng có nhận xét tốt về gia đình Tình khi nói cha thì làm ở chùa, mẹ mua bán trái cây ở chợ, chị gái là một sinh viên giỏi được nhận học bổng tại một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh.
Nói chung, gia đình này không vi phạm pháp luật hay làm điều tiếng gì ở địa phương, bản thân Tình cũng chưa có tiền án tiền sự. Khi nghe nói nó sát hại cùng lúc 5 người trong một gia đình, tôi và nhiều người hết sức bàng hoàng không tin nó lại làm điều kinh hoàng đó. Tháng 12 năm 2017, vừa rồi nó rớt nghĩa vụ quân sự vì thấp bé nhẹ cân. Có thể sau khi rớt nghĩa vụ quân sự, nó xin vào làm ở xưởng inox. Tôi nghĩ nó như trẻ trâu kiểu con nít, ai nói nặng nói nhẹ thì tự ái. Giá như nó trúng nghĩa vụ quân sự thì chắc đời nó sẽ khác. Bí thư Hiền ngậm ngùi. Mẹ nghi can nói gì? Phóng viên tiếp tục tìm đến nhà cha mẹ của nghi phạm Nguyễn Hữu Tình. Đó là một gia đình nghèo, ngôi nhà nhỏ với mái tôn, vách tôn nằm mong manh cạnh con kênh mặt Cần Dân, còn gọi là kênh 8000 thuộc ấp Cây Me. Trên vách nhà treo rất nhiều giấy khen, bằng khen dành cho chị gái của Tình qua các cấp học, riêng Tình thì không có. Học bạ cấp 2 của Tình chỉ có lớp 6 là học sinh tiên tiến, còn lại là trung bình. Tuy nhiên, môn tin học đạt điểm khá cao từ 7,0 đến 7,3 qua các năm học. Nhận xét về hành kiểm của giáo viên chủ nhiệm, hầu hết đều có câu chưa thực hiện tốt nội quy hay cần thực hiện tốt nội quy. Cha của nghi phạm ông Nguyễn Hữu A kể, con tôi không gây gổ đánh nhau trộm cắp gì của ai, nhưng bản tính ngang tàn, lầm lì, thích sống tự lập. Năm lớp 6, nó đã vừa học vừa đi bán vé số, sau đó nó chuyển qua bán gương sen tại các quán nhậu. Nhiều lần tôi bắt gặp nó từ tiệm game lôi về nhà đánh bầm tím cả người, nó cũng không nhúc nhích, phản ứng gì, cứ đứng vậy cho đánh. Vừa học xong lớp 9 là nó bỏ nhà đi làm ở thành phố Hồ Chí Minh, chẳng biết nó làm cái gì, gặn hỏi thì nó nói làm ở tiệm lớn lắm. Có lần nó điện thoại cho tôi xin cái xe Honda, nhưng khi tôi yêu cầu phải cho cha mẹ biết con làm gì ở đâu thì mới hỗ trợ cho cái nọ cái kia thì nó tắt máy. Mẹ của Tình, bà Trần Lâm Tê, giàn giụa nước mắt khóc kêu với phóng viên rằng con tôi nó nghiền game riết rồi nó khùng hay sao, con nỡ lòng nào sát hại cả gia đình người ta. Mẹ đâu cho con một, đâu cho nhà người ta 10, con ơi là con. Bà Tê kể, hôm tối 30 Tết, lúc đó khoảng 20 giờ, tôi nhớ nó nên điện thoại cho nó, nói được mấy câu thì máy hết tiền. Nó điện lại bảo, con có tiền mẹ cứ nghe thoải mái, rồi nó nói tôi cưới vợ cho nó, tôi nói tiền đâu mà mẹ cưới vợ cho con. Nó nói con bảo vệ cho mẹ mười mấy năm rồi, ý nói là lo cho mẹ, bây giờ mẹ phải lo cho con. Sau đó nó hỏi chuyện làm ăn, Tết ở nhà ra sao. Có một câu nói của nó bây giờ nhớ lại, tôi có cảm giác như trăn trối điều gì. Lúc đó tôi không biết nó đã gây ra án mạng. Mãi đến chiều tối ngày mùng 1 Tết, ông Nguyễn Ngọc Phát, tổ trưởng tổ an ninh ấp Cây Me, đọc báo mạng phát hiện mới cho tôi hay. Tôi rụng rời tay chân, đọc không hết bài báo, lao về nhà nằm vật vã. Con gái tôi đang học đại học, hay tin cũng suy sụp tinh thần, nó sợ không dám về ngôi nhà này nữa, hiện nó quyết định tạm nghỉ học. Chồng tôi nói với tôi nhờ luật sư viết thư xin lỗi gia đình nạn nhân, nhưng tội con tôi như thế làm sao bào chữa được nữa, tội nó trời cũng không dung, bà Tê giàn giụa nước mắt nói với phóng viên.